hôm nay lên livestream chém gió một chút. Vừa mới tập game xong đi xuống. Thì chủ đề cũng giống như cái tuốt mà hả Chùm Sò đã nói rồi. Không? Cái truyền thông bẩn. Và cái sự nghiệp là đánh phá về là kinh tế Việt Nam. Mà nhắc đến truyền thông bẩn thì chắc có lẽ chúng ta cũng còn xa lạ gì nữa. Bởi vì nhắc đến truyền thông bẩn thì phải nhắc đến cái vụ là việc Tân Hiệp Phát. Thì nói đến cái vụ việc Tân Hiệp Phát thì chúng ta cũng không có không ai mà không còn nhớ cái vụ đó. Từ một cái vụ việc là một kẻ đã dàn dựng là cái chai nước giải khát của con ruồi, sau đó là tìm cách là để gì, để tống tiền doanh nghiệp. Nhưng mà sau đó thì với cái sự nhào nặn của cái đám mà truyền thông bẩn á, thì từ một tên tội phạm đi tống tiền doanh nghiệp, phút chốc thì hắn trở thành là nạn nhân, còn doanh nghiệp bị hại thì lại trở thành cái gì, kẻ ác. Thì qua vụ việc đó mọi người cũng có thể thấy đó, nó được kéo một thời gian rất là dài. Và với cái sự vào cuộc của cái giới là truyền thông, của rất nhiều tờ báo là lớn thời bây giờ, mà không cần nhắc tên đó thì mọi người cũng đã biết rồi. Thì nói về Tân Hiệp Phát thì mọi người chắc cũng nhiều người am hiểu, người ta cũng có lạ gì. Đây là doanh nghiệp 100% là Việt Nam, đúng không? Vào lúc đó thì thị phần của Tân Hiệp Phát ở tại Việt Nam đó là gì, cạnh tranh rất là gay gắt với là các nhãn hàng ở nước ngoài, đúng không? Thì đùng một cái tự nhiên xảy ra cái vụ việc này, và sau đó thì sau đó là cái giá trị của Tân Hiệp Phát bị lao dốc rất là thê thảm. Sau đó là hàng loạt các công ty ngoại tìm cách là thâu tóm Tân Hiệp Phát nhưng là bất thành. Đấy. Và tất nhiên là vào hồ với cái đám truyền thông bẩn đó, còn rất là nhiều kẻ nữa. Những kẻ gì? Những kẻ là người Việt nhưng mà mang cái dòng máu là nó tự nhục hơi bị nặng, đúng không? Cuồng nô mà xính ngoại cũng rất là gì? Rất là nhiều. Vào hồ thì qua cái vụ việc Tân Hiệp Phát đó thì tôi mới cảm thấy nó buồn cười như thế này. Một cái doanh nghiệp, đúng không, của người Việt sản xuất, đúng không, tất cả nguồn nguyên liệu là ở tại Việt Nam, tạo công ăn việc làm cho hơn là thời điểm lúc đó là có hơn là mấy chục ngàn là công nhân. Nếu giả sử là Tân Hiệp Phát, đúng không, cái vụ việc đó mà bị đánh sập thì hàng mấy chục ngàn người công nhân đó họ sẽ đi đâu và về đâu? Còn cái đám truyền thông bẩn và những kẻ mà tự nhục đó, chúng hô hào rồi tẩy chay, rồi là gì, rồi đánh sập luôn đó là Tân Hiệp Phát đó. Vậy thì chúng có suy nghĩ gì khi là chúng gián tiếp làm gì, tiêu diệt một cái doanh nghiệp và là gì, và đồng thời là tiêu diệt luôn là mấy chục ngàn là công ăn chuyện làm của những người là gì, là công nhân của Tân Hiệp Phát. Tại sao hôm nay tôi lại nói về cái vụ việc nó đã cũ như vậy? Thì như cái status tôi đã biết, chúng ta cần phải nhìn nhận lại những cái vụ việc cũ đó đó để chúng ta gì cùng tìm hiểu tiếp những cái vụ việc mới. Qua cái vụ việc Tân Hiệp Phát thì mấy anh là xính ngoại, đòi tẩy chay, rồi đánh cho nó sập cái doanh nghiệp này. Thì mới đây đó là Tổng cục Thuế là có cái thông văn bản thông báo là xử phạt Coca-Cola cái số tiền là hơn 800 tỷ là tiền thuế vì cái doanh nghiệp này là trốn thuế. Nhưng mà tôi thấy tuyệt nhiên đó là tất cả cái giới truyền thông cũng như là cái đám mà cuồng nô xính ngoại đó, những kẻ mà đòi gì, đòi tẩy chay, đòi tiêu diệt luôn đó là cái doanh nghiệp Việt đó, những người mà làm việc và đóng thuế, nộp thuế và tạo công ăn việc làm cho rất là nhiều công nhân người Việt Nam đấy. Nhưng mà sao tôi không thấy những kẻ đó chúng hô hào, chúng tẩy chay, chúng đòi đánh sập mấy cái thằng mà doanh nghiệp của như Coca-Cola vậy đó. Cái bọn mà sang Việt Nam này đã kinh doanh không biết bao nhiêu năm rồi đó, nhưng mà tụi nó chưa
thuế luôn, lúc nào cũng báo cáo là gì, là lỗ. Luôn lúc nào cũng báo cáo là lỗ, lỗ. Kinh doanh mấy chục năm mà không hề đóng đồng thuế, luôn báo cáo lúc nào cũng là lỗ và lỗ chứ không có lời. Mọi người có tin không? Nhưng mà Coca-Cola vẫn mở rộng hoạt động khắp cái gì? Khắp trên toàn quốc ở Việt Nam. Lỗ nhưng mà vẫn mở rộng quy mô sản xuất mới ghê á. Nhưng mà thấy có kẻ nào đó là hô hào gầu rú lên là đòi tẩy chay lên án cái thằng trốn thuế Coca-Cola không? Không. Và mới đây nữa, cái vụ việc mà nước mắm á, mà nhiễm arsen á, chắc mọi người cũng còn nhớ rồi chứ. Thì ta nói lập tức là mấy anh truyền thông á, truyền thông lẫn chính thống, lẫn là cái đám truyền thông mà lá cải trên mạng. Cùng với đó là mấy anh hề về chính trị nữa, vào hồ là tiếp tục là đánh ngành nước mắm truyền thống của Việt Nam. Sau đó là hàng loạt cái mấy cái thằng doanh nghiệp nước ngoài vô thâu tóm là thị trường nước mắm ở Việt Nam, làm cho cái ngành nước mắm ở Việt Nam là lao đao, sắp phá sản. Đó là cái vụ việc thứ hai. Chúng ta thấy được cái sự gì, cái sự mất dạy của cái đám là truyền thông bẩn. Chúng sẵn sàng là bợ đất là ngoại bang để là đánh phá nền kinh tế Việt Nam, bất chấp vì tiền là chúng sẵn sàng là hả, chuyện không mà có thể là nói có, đúng không? Chuyện không có là cho nó có thể là thổi bùng lên thành cái chuyện cái gì, trời ơi đất hỡi. Hai vụ việc chúng ta thấy cũng cùng hai cái vụ việc, nhưng bản chất nó cũng đều như nhau. Và chúng ta thấy được cái bản chất của đám là chuyện không bẩn nguy hiểm như thế nào. Rồi bây giờ thấy tiếp. À, thì mới đây trên mạng xã hội ta nói lại là tiếp tục rộ lên những cái bài báo lá cải mạng, đúng không? Xung quanh về cái vụ việc đó là xe của VinFast đó, mà doanh nghiệp Việt đấy, nào là gì xe bị đang chạy mà bị gãy chục á. Thì nghe đến đây tôi nói nó hơi buồn cười, tuy tôi là nghèo gớp một tờ không có tiền mua xe, chứ nghe nói mà gì xe VinFast đang chạy tự nhiên gãy chục là tôi thấy nó hơi buồn cười rồi. Thì lướt trên mạng Facebook rồi chúng ta cũng có thể thấy loạt những bài viết, những bài báo của đám truyền thông bẩn đó, mà cả trong nước cũng có, lẫn bọn chống cộng ở hải ngoại nó cũng có. Nào là gì xe VinFast này là gì ha, hồn việt nhưng mà guộc thì guộc tàu, gọi là gì nữa, hàng kém chất lượng, hàng gia công của Trung Quốc, lô ba la, nói chung là đủ thứ. Nghe bọn này nói mà tôi cũng cảm thấy nó hơi buồn cười. Buồn cười là tại vì sao mọi người biết không? Buồn cười là cái nói chung là mấy cái đám mà nó tự nhục không, nói đám tự nhục trong nước thì tôi cũng cần phải nói này, nhất là đám tự nhập ở nước ngoài. Buồn cười bọn này nó cái chỗ chắc có lẽ là tụi nó ở xứ người á, tiện đâu mua xe mới, chỉ toàn xài bãi xe cũ, cho nên thấy ở Việt Nam có xe hơi, mà xe hơi của VinFast giờ đang chuẩn bị bán ở Mỹ nó cay thì sao á. Nó bảo rằng á là gì, xe VinFast đó là hàng gì hồn thì việc mà hả xác thì xác tàu. Chúng bảo rằng đó là cái gì, VinFast mua cái bản quyền gì của BMW á, là nó bán ba cái đồ cổ lỗ sĩ ở lỗi thời á, thì tôi nghe nó hơi buồn cười. Thứ nhất á, nhượng quyền thương mại á, đúng không? Mà bọn này nó cũng không hiểu thì thôi thua rồi. BMW á, ta nhượng quyền thương mại về công nghệ á, đúng không? Cho VinFast á, thì họ vẫn là nắm cái gì cái bản quyền đó, nhưng mà về thương mại á, đúng không? Thì VinFast là phát triển, cho nên những cái kết cấu thiết kế về an toàn trong xe BMW đó đều là chuẩn của BMW đấy, đúng không? Và nó được các tổ chức về là an toàn là đánh giá ở châu Âu, Mỹ, chứ không phải là do VinFast người ta đánh giá, đúng
đó là thứ nhất. Thứ hai nữa, không có chiếc xe nào mà đang tự nhiên nó lưu thông mà tự nhiên cái nó gãy trục chứ. Nhìn sang những hãng xe như là Toyota hay là Hyundai rồi Honda rồi đó, chúng ta cũng có thể thấy việc mà xe nó bị gãy trục nó đã hà rồi. Nhưng mà mới thấy bọn này nó nói nó chỉ chầm nhăm nhe là nó cắn vô mấy doanh nghiệp ở trong nước. Thì qua đây chúng ta có thể thấy được bản chất của những kẻ tự nhục này, đúng không? Đối với những kẻ tự nhục này thì cái gì mà ở đất nước ở Việt Nam của chúng ta mà nó phát triển lên thì chúng cho đều cho rằng nó là xấu, không tốt, và chúng đều bỉ bôi, chúng gì, chúng thể tìm mọi cách là bỉ bôi, chê bai đủ kiểu, nhấn chìm và biến gì, và muốn cho cái đất nước của chúng ta phải là sống với cái sự nghèo, nghèo hèn nhất nó mới chịu, chứ nó không muốn là nhìn nhận là cái đất nước của chúng ta là phát triển đi lên. Để bất kỳ một cái gì mà ở đất nước của chúng ta mà sản xuất ra, những kẻ bị mà tự nhục này chúng đều cho rằng là điều xấu, điều không tốt, chê bai bỉ bôi. Nhưng mà những cái gì mà nó liên quan đến bọn nước ngoài nữa, như cái vụ xe VinFast mà rẫy chục đó, trong khi những cái hãng xe khác đó, như là Toyota hay Honda đó cũng bị gãy chục đó, nhưng mà đâu thấy bọn nó là làm gùm beng rồi lên cho bàn dân thiên hạ ta xem đâu, không? Tại sao vậy? Tại vì đối với những kẻ tự nhục này thì cái bản chất của bọn chúng á là thích bưng bô cho bọn gì, cho bọn ngoại bang. Cái gì mà ở trong nước thì chúng tìm mọi cách là chúng hạ bệ, đạp xuống, bỉ bôi, chê bai. Còn đối với bọn ngoại bang thì thậm chí là tôi nói nó hơi quá chứ, cứt đái của bọn Tây Long á, tụi nó cũng cho là thơm, và tụi nó muốn gói đem về cất ở trên đầu nằm của tụi nó. Còn bất kỳ một cái gì mà ở Việt Nam này mà sản xuất ra được tụi nó cũng đều chê xấu, chê hấp tốt. Vì qua đây chúng ta cũng có thể thấy đối với những kẻ mà tự nhục có tối ngày lên trên mạng Facebook á, cào nát cái bàn phím để chửi bới, chê bai quê hương đất nước chế độ, thì nhìn nhận lại những kẻ này thế, chúng á sống có gà giống gì? Phần lớn những kẻ mà tự nhục chê bai đất nước chế độ, nói thật chứ nó hơi quá, thì đều toàn là những kẻ gì, thất học, ngu dốt, toàn là những cái thành phần mà nếu như ở quê người ta gọi là những cái thằng mà nó lưu manh á, dốt nát, nhưng mà thích là chứng tỏ kiểu ta đây là thông minh rồi có hiểu biết, lên tiếng là chê bai người khác, nhưng mà trong khi cái bản thân mình thì nó nói chung nó dơ, nhưng mà cái thích tỏ vẻ ta đây là thượng đẳng lắm, chê bai người khác. Những thành phần tự nhục này thì nó giống như thế. Bất kỳ một cái gì mà ở đất nước về Việt Nam của chúng ta sản xuất ra không, mà chỉ cần nó có một vấn đề gì đó nhỏ xíu, người ta nói là tức là chúng nó nhào vô, nó cắn xé, giống như là cái kiểu nó rất hả hê, giống như cái kiểu là thợ, phải nói sao ta, giống như là nó một cái gì đó kinh thiên động địa. Như qua cái vụ xe VinFast đó, chúng ta cũng có thể thấy cái việc mà xe VinFast nó chạy, nó va chạm với con lươn lề đường, nó bị gãy, đó là cái điều hiển nhiên thôi. Đối với những người mà sử dụng xe ô tô thì người ta đều hiểu, đều biết những vấn đề đó, không phải tự nhiên mà chiếc xe nó đang chạy nó có thể là gãy trục được, nó phải có va chạm gì đó rất mạnh nó mới gãy. Nhưng mà đối với những cái thành phần tự nhục thì chúng bảo rằng đó là xe Vin là do ba cái đồ Trung Quốc lắp ráp kém chất lượng cho nên đang chạy nó gãy trục, nói chung là bô lô ba la đủ các thứ. Tại sao chúng là phải làm cái điều đó? Thì hiện nay đó là VinFast nó đang
nhắm đến các thị trường như Mỹ và châu Âu đó để bán xe qua anh đó. Thì hiện nay xe của Vin nó đã xuất hiện tại là châu Âu và đang là tại Mỹ, thì đang được là chuẩn bị là cấp phép để là sản xuất tại Mỹ về xe là xe tự hành. Cho nên những kẻ tự nhục ở trong nước cũng như lẫn ở hải ngoại chúng rất là cay cú về vấn đề đó. Cho nên là chúng phải tìm mọi cách là bị bôi chia bai, đó là điều hiển nhiên thôi. Bởi vì đó là cái bản chất của những kẻ tự nhục mà cuồng nô mà sánh ngoại, nó là như thế. Và cái nhiệm vụ của bọn nó là phải suốt ngày là chia bai quê hương đất nước để cho người ta thấy được rằng là ở Việt Nam này nó giống như kiểu là nó lạc hậu, nó chậm tiến, nó có phát triển bộ lô ba la, nói chung là nó đủ thứ. Nói chung là ý của bọn nó là như thế đó. Chúng muốn cho một nửa của những người ở nước ngoài người ta thấy là ở Việt Nam này nó kém lắm, không có phát triển, là như thế. Nhưng mà có điều tôi khá buồn cười đối với những kẻ tự nhục này như thế này. Nếu như đối với bọn tự nhục mà người Việt ở trong nước thì thôi tôi không nói làm gì. Tại vì cái bọn này cuồng nô sánh ngoại nặng lắm. Và tôi muốn nói đến cái đám mà tự nhục mà ở nước ngoài, cái bọn mà người Mỹ mà thích nói tiếng Việt. Một bọn mà công dân Mỹ nhưng tối ngày thích là gào tiếng Việt. Bình chuyện ở Việt Nam ghê lắm, nào là chuyện chính trị phong thần khẩu võ trên trời dưới đất gì. Bọn nó cũng đem ra bình luận rất là gom gã, nhìn tụi nó chứ tưởng đâu dân Việt Nam không. Ai về đâu, toàn là một bọn người Mỹ mà thích nói tiếng Việt mới ghê. Ở bên đó là tưởng là anh gì ta nói cao sang lắm, tưởng đâu là ông chủ tịch hay là bà giám đốc gì kia, hay là ông nghị sĩ nghị viên gì to của cấp như là của cỡ quốc hội to bự lắm. Ai về đâu cũng chỉ là mấy thằng cu ly không? Làm neo giữa móng thấy mẹ luôn, tối ngày lên Facebook chém gió bình chuyện chính trị chứ anh em, nghe ta nói ghê lắm. Dạy là gì, dạy chính quyền Việt Nam là phải biết làm chính trị như thế nào nào quải. Tối ngày hò hét Việt Nam nghèo hèn không có phát triển. Giờ Việt Nam chuẩn bị sản xuất xe bán qua Mỹ thì tôi nói là tức là bị bôi, nó chê bai đủ thứ. Nhưng mà lúc nào cũng gào rú mình là người yêu nước, thương dân lắm. Nhưng mà như thấy mấy cái điều mà tụi nó làm như nó ngược lại, nó hại nước, nó hại dân, chứ nó có thật yêu nước thương dân cái quái gì đây. Hàng hóa Việt Nam sản xuất qua của người nông dân bán qua bên Mỹ, tụi nó biểu tình, tụi nó đòi là không cho bán bên Mỹ. Còn những cái tập đoàn kinh tế tư nhân ở trong nước, người ta sản xuất được gì bán qua bên Mỹ, chẳng hạn xuất đi châu Âu, thì tụi nó là gì? Hô hào gào rú đòi là gì? Đòi tẩy chay. Rằng bảo rằng là sao? Bá đó đồ Trung Quốc nha, mang cái mác Việt chứ gột là gột cái Trung Quốc không, kém chất lượng, bô lô ba la đủ thứ. Vậy qua đây tôi muốn hỏi mấy cái những cái người mà người Việt mà nói tiếng Mỹ á, còn cái đám mà người Việt mà trong nước thôi bọn nó bỏ qua đi. Những kẻ mà hay gào hay rú hay chê bai Việt Nam á, đất nước á. Vậy tôi hỏi mấy vị á, mấy vị chê bai đất nước, chê bai những cái sản phẩm do Việt Nam làm ra, vì các vị á đã làm được những cái gì có ích cho người dân của chúng tôi chưa, mà tối ngày các vị là chê bai cái gì đã kích là sản phẩm ở trong nước, cái gì chê bai gì đất nước của chúng tôi, của chúng tôi, trong khi các vị là những người nhưng mà có quốc tịch Mỹ, là công dân Mỹ, các vị nên nói tiếng Mỹ chứ đừng nên dùng tiếng Việt của chúng tôi. Tại vì tiếng Việt của chúng tôi chỉ dùng cho người Việt có quốc tịch Việt Nam như tôi đây để chúng tôi nói. Còn cái chuyện mà chính trị quốc gia đại sự gì á, thì cái chuyện đó là của chính quyền chúng tôi lo, đúng không? Còn người dân của chúng tôi thì lo làm kiếm tiền đấy. Còn chuyện chính trị để là chính trị gia ta lo, đúng không? Chứ không có nhờ đó là mấy cái anh mà người Việt nhưng mà quốc tịch Mỹ mà tối ngày á là thích bàn luận chuyện chính trị quốc gia đại sự ở Việt Nam của chúng tôi. Cảm ơn mấy anh mấy chị ở bên đó đó, cảm phiền á,
nên là sử dụng tiếng Mỹ, đừng sử dụng tiếng Việt của chúng tôi, làm ô uế là người Việt Nam của chúng tôi, không? Người Việt Nam chúng tôi không thích đi là bàn luận chuyện chính trị quốc gia đại sự của nước khác, không? Còn bản thân mấy anh mấy chị thì ở bên đó đó lo mà làm nail, giũa móng, không? Kiếm tiền nhét vào cái mồm của mình đi, ok, chứ đừng có nên là tối ngày lên trên mạng là cào phím, để là gì, để là kiếm cơm là YouTube với lại Facebook, nhờ vào cái việc là gì, nhờ cái việc là đi chống cộng, chửi bới là chia bai là quê hương đất nước là Việt Nam của chúng tôi nhá. Tại vì nói thẳng ra thì mấy vị cũng chỉ là cái bọn là gì, cái bọn người Mỹ nhưng mà thích nói tiếng Việt thôi, cái gì chả có là cái tí gì mà gọi là nó có, theo như cách nghĩ của người nhà quê chúng tôi đó là các vị không có tí gì nó có giá trị đối với là người Việt của chúng tôi, chứ đừng nói là cái người người dân là ở Mỹ sở tại. Đối với người dân Mỹ sở tại họ coi các vị chẳng ra cái ký lô nào cả. Bây giờ các vị mình nói chỉ toàn là bọn ăn bám thôi, có cái gì hay ho, tối ngày lên đây chơi bay là cái gì sản phẩm của người Việt của chúng tôi làm ra. Thì thôi, qua đây tôi cũng kết thúc livestream này, tôi chỉ có đôi lời nhắn gửi đối với mấy cái anh chị mà dư luận viên mà tự nhục ở hải ngoại nó như thế. Còn riêng đối với người ở trong nước thì tôi có đôi lời nhắn như thế này. Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore giàu có như ngày hôm nay, thứ nhất là dân của họ không có cái máu là tự nhục, cuồng bô, xính ngoại, đi phò ngoại bang như một cái bộ phận là người dân là gì, người Việt Nam. Các vị hiểu chưa? Đó là người dân những cái nước đó đó, họ không có là tự nhục, cuồng bô, xính ngoại, phò đít bọn gì, bọn ngoại bang chà đạp lên lại gì, lên quê hương, lên đất nước của mình chê bai bỉ bôi, xuyên tạc chính gì, chính đất nước của mình. Các vị hiểu chứ? Cho nên ngày nay người ta mới giàu có, người ta mới phát triển như vậy. Còn ở Việt Nam á, các vị á, những cái sản phẩm bất kỳ tôi không cần biết mà Việt Nam mà sản xuất ra thì các vị cũng y như cái bọn là hả, dư luận viên tự nhục ở hải ngoại, các vị chê bai, các vị bỉ bôi. Nhưng mà các vị lại đòi là Việt Nam phải phát triển như Singapore, như Nhật Bản, như Hàn Quốc, Polo các kiểu một đại biểu. Tôi cảm thấy nó phát mệt. Và tôi kết thúc livestream của mình tại đây. Gửi đến mấy vị là người Việt Nam á, mà là có cái máu tự nhục đó, như thế, bớt tự nhục lại, bớt cuồng nô xính ngoại đi nha. Thì đất nước này sẽ phát triển mau thôi. Đấy.